Bé đau bụng, sốt, non nhiều đưa đi khám, bác sĩ siêu âm bất ngờ phát hiện chức năng tim của bé bất thường. Bệnh nhi là bé NH 4 tuổi, chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Bé được chuyển vào khoa cấp cứu và chống độc bệnh viện Nhi Trung ương ngày mùng 3 tháng 8 để thực hiện các hỗ trợ ban đầu, hô hấp, tuần hoàn, sau đó nhanh chóng được đưa đến khoa điều trị tích cực nội khoa. Tại đây, trẻ tiếp tục được hỗ trợ chủ động về hô hấp, sử dụng các thuốc vận mạch và được các bác sĩ thực hiện siêu âm tim, điện tim tại giường. Kết quả cho thấy chức năng tim của trẻ giảm nặng, rối loạn nhịp tim, chỉ số men tim tăng cao, trẻ được xác định viêm cơ tim cấp có sốc tim, bác sĩ đã quyết định đặt máy ECMO tim phổi nhân tạo để hỗ trợ trái tim đang co bắp yếu ớt và loạn nhịp nặng của bé. Thạc sĩ bác sĩ Trần Bá Dũng, khoa điều trị tích cực nội khoa cho biết, sau 5 ngày điều trị ECMO, tình trạng của bé đã dần cải thiện. Hiện tại, trẻ đã được cai máy ECMO và máy thở, còn thở oxy, các chức năng sống đã ổn định. Tuy nhiên, trẻ vẫn cần được theo dõi tình trạng phục hồi tim, tái khám thường xuyên sau khi ra viện. Trường hợp thứ hai là bé gái TH 13 tuổi, vào viện ngày 28 tháng 7, trước đó 10 ngày, trẻ xuất hiện các biểu hiện giống các bệnh lý thông thường như đau họng, ho khăn, đau bụng, buồn nôn. Bố mẹ chủ quan nên đã tự mua thuốc về điều trị tại nhà, nhưng trẻ ngày càng mệt hơn. Khi bố mẹ đưa bé vào bệnh viện nhi trung ương thăm khám, trẻ đã có biểu hiện thở gấp, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp. Ngay sau đó, trẻ được chuyển vào khoa cấp cứu và sống độc lập tức trẻ được sốc điện truyền nhịp tim, dùng các thuốc trợ tim, thuốc chống loạn nhịp, đặt ống nội khí quản và chuyển lên khoa điều trị tích cực nội khoa. Sau khi hội trần liên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc tim, viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp tim. Trẻ được thở máy, tiếp tục dùng các thuốc hỗ trợ và đặt ECMO trong 5 ngày. Hiện tại, trẻ đã tự thở, không có di chứng thần kinh, tiên lượng phục hồi tốt, cần theo dõi lâu dài về tim mạch. Viêm cơ tim là tình trạng viêm đi kèm với hoại tử các tế bào cơ tim. Theo phó giáo sư tiến sĩ Tạ Anh Tuấn, trưởng khoa điều trị tim cực nội khoa, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 15 trẻ bị viêm cơ tim có sốc tim vào khoa cấp cứu và điều trị. Theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, viêm cơ tim là một trong những bệnh lý về tim vô cùng nguy hiểm. Đây là hiện tượng các tế bào cơ tim bị tổn thương do nhiều tác nhân khác nhau dẫn tới hiện tượng viêm, hoại tử tế bào cơ tim. Cái viêm cơ tim trên nền bệnh nhân có thể bị một cái bệnh lý gì khác rồi hoặc là bệnh nhân mới bị nhiễm trùng nhiễm virus nhưng mà bệnh nhân kèm theo có tình trạng là à, suy tim thể hiện ra là tự nhiên là khó thở đau ngực hồi hộp đánh chống ngực rồi thậm chí có trường hợp bị ngất hoặc là có những bị chóa đi thì vân vân thì lúc đấy chúng ta phải nghĩ tới viêm cơ tim và các bác sĩ sẽ khám và phát hiện ra là chúng ta có bị bệnh viêm cơ tim hay không như vậy thì cái viêm cơ tim của chúng ta thì có thể gặp ở bất kể ai bất kể lứa tuổi nào khi người đó bị có những cái nguyên nhân và tác nhân là có thể dẫn tới viêm cơ tim ví dụ người đó có thể là nhiễm virus người đó có thể là nhiễm vi khuẩn à, thì có một tỷ lệ rất ít thôi Hán hữu là có thể biến chứng vào cái cơ tim và gây ra viêm cơ tim nhưng cũng đặc biệt cũng phải có thể nói là à, có một số trường hợp là nó diễn biến rất là nặng đột ngột nhất là một số trường hợp bệnh bị viêm cơ tim ác tính do nguyên nhân virus thì nó diễn biến rất nặng rất trầm trọng nó gây ra suy tim rồi rối loạn nhịp tim và bệnh nhân nó lại diễn biến rất sức nhanh chóng và đôi khi là bệnh nhân dẫn tới tử vong rất sức nhanh chóng triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình khoảng một nửa số trẻ có thể có biểu hiện của đợt nhiễm virus một vài tuần khi khởi bệnh sau đó trẻ có thể xuất hiện triệu chứng giống như bệnh thông thường khác mệt mỏi đau bụng buồn nôn nôn tiêu chảy sốt và ho tuy nhiên nếu trẻ có kèm theo các triệu chứng khác như thở nhanh đau ngực khó thở nhịp tim nhanh môi và da tái cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời